Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Bài 1 thì chúng ta đã được làm quen với lại cái cách mà mình xác nhận một vùng cung và cầu là như thế nào rồi. Thì trong bài hôm nay mình sẽ đi sâu hơn về các khái niệm về cung và cầu và các cái thế đánh cho các vùng supply demand này. Thì trước tiên á, đi vào cái nội dung chính của buổi học ngày hôm nay thì mời anh em xem qua những cái thuật ngữ mà mình sẽ dùng nó ở trong cái bài này và xuyên suốt trong quá trình mà mình học và làm quen với lại cái vùng cung và cầu nha. Thì đầu tiên á, là về thuật ngữ của nó. Thì như cái bài trước mình đã được làm quen cái FTR là cái vùng fail to distance, còn FL là flank limit, FTB là first time back. Thì first time back ở đây nghĩa là cái lần đầu tiên mà giá nó quay trở về. Doji, BE, HB thì đây là những cái tên gọi của vùng cung cầu thôi. SNR thì đây là một vùng kháng cự và hỗ trợ. Về cái setup mà giao dịch với lại cái vùng cung cầu thì mình có chia ra thành 3 cái setup để mình giao dịch với vùng cung cầu này. Thì đầu tiên là vùng cung cầu trên SNR. Thì là cung cầu trên SNR nghĩa là như thế nào? Là những vùng cung cầu nó ở trên mức kháng cự và mức hỗ trợ flank limit và SNR, FTR. Thì cái SND, FTR này á, thì chúng ta đã được làm quen với lại cái bài đầu tiên rồi thì mình sẽ không nhắc tới hôm nay. Thì hôm nay á, là mình sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên trong các thế đánh của vùng cung cầu, đó là SND trên vùng SNR. Đây là cái thế đánh của vùng SND trên vùng kháng cự hỗ trợ. Đối với lại cái vùng cung á, thì chúng ta sẽ ưu tiên nó nằm trên cái đường kháng cự và chúng ta sẽ đi tìm những cái vùng cung nó nằm ở trên cái vùng kháng cự này và chúng ta sẽ xuống. Rồi cái setup thứ hai cũng liên quan đến SND trên vùng kháng cự và hỗ trợ luôn, nhưng mà ở đây nó là một cái trường hợp đặc biệt hơn, là khi mà giá nó chạm về cái vùng kháng cự này, cái vùng hỗ trợ trước khi mà nó phá trở thành kháng cự đó anh em, nó tạo nên một cái vùng cung. Thì cái vùng cung này nó cũng sẽ xoay quanh ba vùng của mình, đó là Doji, HB và BE đó. Thì khi mà anh em gặp một cái trường hợp này ở trên chart của mình á, nếu như mà cái vùng cung này nó không có cái khái niệm là FTR thì chúng ta sẽ bỏ qua nó, tại vì nó sẽ không có giữ giá được đâu. Thì khi mà anh em gặp một cái trường hợp á, mà giá nó tạo nên một cái vùng supply đây và giá nó đi xuống tạo nên cái vùng FTR thì chúng ta sẽ limit trực tiếp tại ngay cái vùng cung đó và bán xuống vào những cái target tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi vào trong chart thực tế để cho anh em có thể hiểu rõ hơn về cái cách áp dụng về cái vùng SND trên vùng kháng cự hỗ trợ này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ giao dịch những cái vùng cung nó nằm ở trên mức kháng cự và những cái vùng cầu nó nằm ở dưới mức hỗ trợ. Thì nhìn vào chart của chúng ta thì có thể khẳng định được cái xu hướng hiện tại nó đang là một cái xu hướng giảm. Thì dù là anh em giao dịch theo trường phái như là FMC, Robson hay là Supply Demand thì chắc chắn là chúng ta phải follow trend. Chúng ta đánh thuận xu hướng thì sẽ cho ra được cái tỷ lệ RR nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà đánh ngược xu hướng, đánh counter trend á, thì cái tỷ lệ RR của chúng ta nó sẽ giảm đi 50%. Và mình đã tìm thấy được cái vùng của mình đang tìm kiếm là cái vùng này nè anh em. Đó, đây là cái vùng Doji đây nè. Cái vùng cung này mình có chia sẻ ở cái bài 1 rồi, anh em có thể xem lại. Đó là Drop, Buy, Prop. Thì khi mà anh em nhìn thấy cái vùng cung này nó nằm ở trên cái mức kháng cự của chúng ta, rất là hợp lý để chúng ta có thể tìm một cái lệnh bán xuống. Và mình sẽ đặt một cái lệnh limit trực tiếp ở ngay đây. Rồi mình sẽ bán về cái đáy cũ của nó. Ok, cho giá chạy nha anh em. Rồi thì nếu như mà những anh em nào á mà mình chơi hệ an toàn hơn một chút xíu, mình muốn là cái lệnh này của chúng ta đạt được cái tỷ lệ RR nó cao nhất và cái tỷ lệ rủi ro nó thấp nhất, thì anh em có thể đọc nến ở tại ngay trực tiếp ngay cái vùng supply này. Đầu tiên á là mình sẽ xác nhận cái xu hướng hiện tại của nó, có nguyên cả một cái xu hướng tăng hồi này nè anh em. Đây, để mình vẽ sóng ra nè, thì nó đã bị phá vỡ bởi cây nến giảm này rồi bằng một cái volume cũng khá là lớn hơn so với cái đoạn tăng của nó lên hơn ha. Thì đây là một cái phá vỡ thật và giá nó đã tạo chốc ở ngay đây. Ok ha. Và khi mà giá nó xác nhận cho cái xu hướng tăng hồi hiện tại nó đã đi theo cả một cái con sóng chính rồi thì chúng ta làm gì nữa? Lập tức là mình sẽ đặt một cái lệnh, thêm một cái lệnh bán xuống ở đây và chúng ta sẽ target ở trên cái vùng này. Nếu mà target đúng là tuốt ở trên đây nha, để nó được an toàn trên cái vùng bay của chúng ta. Rồi
target về đây. Ok, bây giờ mình chỉ anh em đập nến luôn nha. Thì đầu tiên á, là một cái cây nến tăng như này nó khá là lớn, và cái thân của nó cũng lớn, volume cũng lớn, hợp lệ, không có gì để bàn cãi cả. Nhưng mà qua đến cái nến thứ hai, các spread của nó thì sao? Nhỏ hơn cái cây nến trước, nhưng mà volume của nó lại lớn hơn so với cây nến trước. Thì anh em có thể thấy được là cái nỗ lực của nó cho ra cái kết quả nó không tương xứng. Và cái cây nến confirm cho cái sự bất thường giữa giá và volume này là một cái cây nến giảm. Nó có cái volume nó nhấn chìm hoàn toàn so nguyên cả một cái đoạn nến ra sức mua lên của bên phe mua nè. Đây, bên phe mua ra sức mua lên mà không bằng một cái cây nến bán, không bằng một cái cây nến bán xuống ở đây, thì mình có thể khẳng định được là phe bán đã tham gia vào cuộc rồi, và nó liên tục để lại những cái râu nến ở trên cái vùng này nè anh em. Thì chắc chắn ở trên đây nó tồn tại rất là nhiều lệnh sell, nó bán xuống ở đây để nó chặn giá, không cho giá nó đi lên được nữa. Thì lập tức mình sẽ vào một cái lệnh ở đây và target về cái vùng đáy cũ của nó. Đây là một lệnh rất là an toàn. Rồi ok rồi ha, ngay lập tức giá nó di chuyển rất là mạnh và nó đã đạt được cái tỷ lệ như là mình mong muốn, tỷ lệ là 7.62 R. Còn nếu như mà anh em chơi mạo hiểm hơn thì nó cũng cho ra cái tỷ lệ tương đương cũng là 7.2 R. Và tiếp theo á, khi mà giá nó break qua khỏi cái vùng đáy cũ ở đây rồi nè, tiếp tục chúng ta sẽ tìm những cái vùng cung ở trên đây. Thì mình có thấy cái vùng BE ở đây nè anh em, đây là cặp nến nhấn chìm, thì chúng ta sẽ timing ở trên đây. Rồi cho giá chạy nha. Rồi ok ha, giá nó đi luôn, giá nó không quay trở lại cái vùng của chúng ta. Và nó có tạo ra một cái vùng nhỏ ở đây nè. Khi mà anh em để ý á, cái cây nến mà nó rách qua, nếu như nó là một cái phá vỡ thật á, thì cái volume của nó phải tương đối là lớn. Nó lớn thì nó mới thể hiện được là cái lực bán xuống nó mạnh. Còn nếu như mà volume nó nhỏ nhỏ như thế này nè, thì sẽ xét giá nó testing lại. Thì đây là cái kỹ thuật testing, giá nó sẽ test lại cái vùng cung này. Thì nếu như mà giá nó test lại hợp lý thì mình sẽ vào, còn nếu không thì mình sẽ không entry nha anh em. Rồi ngay lập tức giá nó tạo ra một cái cây nến này, rút chân cũng khá là đẹp và volume cũng khá là lớn. Mình sẽ quan sát thêm ở một cây nến nữa nha. Rồi ok, mình sẽ bỏ qua cái vùng này luôn, nó khá là xấu. Rồi giá nó lại tiếp tục tạo ra một cái vùng kháng cự ở đây. Chúng ta sẽ không có bán cái vùng này nha anh em. Đây là có vùng doji nè, doji nè, mình sẽ không bán tại vì nó không có nằm ở dưới mức kháng cự và hỗ trợ. Thì chúng ta sẽ bán ở ngay đây. Mình sẽ ưu tiên tìm một cái lệnh bán xuống ở đây. Rồi ok, rồi giá là tiếp tục BOS. BOS ở đây á, nghĩa là giá nó xác nhận cho cái xu hướng giảm tiếp theo đó anh em, xu hướng tiếp diễn. Rồi ok ha, thì lúc này là mình thấy được là đây là cái vùng cung mà mình muốn tham miên ở ngay đây, và mình sẽ đặt một cái lệnh limit ở ngay đây luôn. Vậy vì nó trên cái mức kháng cự và mình sẽ không có bán ngay cái cây nến BE này nha anh em, tại vì nó nằm ở dưới cái mức kháng cự và nó không có hợp lệ để cho mình tìm kiếm một cái lệnh bán xuống. Rồi giá gần chạm đến cái điểm đặt lệnh của mình, giá nó gần chạm đến cái điểm đặt lệnh của mình, nhưng mà giá nó đi xuống mất tiêu luôn rồi. Chỉ thiếu có một bip thôi là giá nó chạm cái điểm đặt lệnh của mình. Thì nếu như mà những anh em nào á, mà mình an toàn hơn một tí xíu, mình đọc nến á, thì có lẽ là mình đã vào được một cái lệnh ở đây. Còn trong trường hợp này á, mà mình đặt lệnh limit thì bị hụt kèo. Và khi mà anh em thấy những cái cây nến này nè, đầu tiên á, là mình xét về cái nhịp giá nó tăng lên gần cái vùng cung của mình, cho ra những cái volume nó giảm dần. Và tiếp theo sau đó là những cái cây nến có thân khá là nhỏ và volume của nó, cây nến này, đặc biệt là cây nến này có spread nhỏ xíu luôn và volume của nó thấp hơn ba cái cây nến kia. Thì đây là cây nến no demand. No demand nghĩa là không có người mua. Thì nếu như mà anh em bắt gặp một cái cây nến no demand ở trên cái chạc của chúng ta, khi mà giá nó hồi về vùng cung á, thì anh em hoàn toàn có thể đặt một cái lệnh bán trực tiếp ngay đó và chúng ta target về lại cái vùng đáy cũ của nó. Đó, đây là một cây nến no demand, là cây nến khá là
uy tín khi mà chúng ta giao dịch. Và đồng thời á, cái nến no demand này nếu như mà anh em phải kết hợp với kỹ thuật testing thì chúng ta mới cho ra được cái lệnh nó tương đối đẹp. Còn nếu như mà no demand không có testing thì no demand này chúng ta không nên giao dịch nha. Rồi ok ha, giá tiếp tục đi xuống. Mình thấy được một cái vùng nó nằm ở tuốt trên đây. Giá tiếp tục BOS. Và mình thấy được một cái vùng cung của mình ở đây. Rồi ok ha, thì nếu như mà mình vào một cái lệnh bán limit trực tiếp ngay cái vùng cung ở đây nè anh em, thì mình đã bị dính SL ở trong cái trường hợp này rồi. Thì trong giao dịch mà chúng ta cần phải có thắng và có thua đúng không? Và khi mà cái lệnh này của mình bị SL á, thì đồng thời cái xu hướng hiện tại nó đã bị thay đổi rồi, nó đã chuyển thành xu hướng giảm sang một cái xu hướng tăng rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ thay đổi cái góc nhìn của mình, đó là mình sẽ chuyển hướng tìm kiếm lệnh mua, không tìm kiếm lệnh bán ở đây nha anh em. Tìm kiếm lệnh bán ở đây rất là rủi ro, tại vì xu hướng hiện tại nó đã xác nhận cho là một cái xu hướng tăng rồi. Nhưng mà ở đây mình có một cái lưu ý cho anh em, khi mà một cái xu hướng nó vừa mới chuyển đổi xu hướng á, chúng ta sẽ không tìm kiếm lệnh mua liền mà chúng ta cần phải xác nhận entry để cho nó xác nhận một lần nữa cái xu hướng tăng này nó đã tăng lên rồi. Xác nhận là như thế nào? Khi mà giá nó hồi về gần về đến cái vùng cầu mà chúng ta tìm kiếm á, thì giá nó phải tạo ra một cái chốc ở đây. Đó, chốc ở ngay đây. Thì lúc đó là chúng ta mới xác nhận là cái xu hướng hiện tại nó đã thay đổi rồi. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật testing để chúng ta timing. Rồi, mình thấy được là cái vùng ở đây, cái vùng mà mình muốn tìm kiếm. Tại vì sao mình chọn cái vùng này? Nó không có giống như những cái gì mà mình chỉ cho anh em đúng không? Thì đây là cái kỹ thuật ghép nến. Nếu như mà anh em ghép ba cây nến này lại nè, thì nó sẽ cho ra cái cặp cái nến engulfing đó, và volume của nó khi mà cộng lại nó cũng là một cái volume lớn luôn. Thì mình sẽ timing trực tiếp ở ngay đây. Đây là cái setup thứ hai của chúng ta nè. Trên cái vùng hỗ trợ này nè anh em, thì anh em thấy ngay cái vùng hỗ trợ nó có tạo ra một cái doji, cái vùng demand doji của chúng ta. Thì mình sẽ có hai cái điểm vào lệnh, một là ở đây, mình sẽ SL ở sau đây một chút xíu và đặt target về đây. Và đây mình nghĩ là giá nó về đây nó sẽ phản ứng. Và cái vùng chính của mình đó là cái vùng này. Rồi ok, cho giá chạy nha. Rồi giá ngay lập tức chạm đến cái vùng doji ở đây. Thì đây là cái plan limit. Thì cái setup này á, mình chỉ giới thiệu sơ qua cho anh em ở trong cái bài hôm nay thôi. Còn đi sâu hơn á, thì mình sẽ chia sẻ với anh em ở cái bài sau. Thì cái plan limit này nó không có đơn giản là như vậy, nó sẽ cần nhiều cái kỹ thuật để bắt hơn. Rồi, và giá lập tức á, giá nó cắn cái lệnh này của mình. Và cái lệnh này mình sẽ target ở, mình sẽ, nếu mà giá nó di chuyển lên đây rồi á, thì mình sẽ target nó về đây, xa xa ra một tí xíu, để mình đạt được cái tỷ lệ nó cao hơn. Rồi ok ha, lệnh này đã đạt được cái TP. Nhưng mà cái lệnh này vào nó rất là rủi ro luôn, cực kỳ rủi ro luôn. Bởi vì sao? Nó không có xác nhận của entry đó anh em. Tức là như là cái hồi nãy mình có vẽ cho anh em á, là giá nó về đến cái vùng ở đây nè, về đến cái vùng demand này, giá nó phải tạo được cái chốc. Chốc ở đây là nó xác nhận cho nguyên cả một cái xu hướng giảm hồi hiện tại nó đã thay đổi trở thành xu hướng tăng rồi. Thì lúc này mình mới vào một cái lệnh nó sẽ an toàn tuyệt đối hơn. Rồi mình sẽ canh cái vùng ở dưới đây nha, cái vùng demand BE này. Ok, giá đã chạm chưa ta? Giá chưa chạm. Rồi ok, tiếp tục mình cho giá chạy. Nhưng mà lúc này là giá nó chưa có xác nhận entry nha. Rồi giá nó chạy thêm một khúc nữa. Anh em thấy không? Ngay khúc này, ở ngay đây chứ, ngay đây mới đúng. Rồi giá đã BOS. BOS ở đây là thay đổi cấu trúc đó anh em. Rồi ngay lập tức là giá nó đã xác nhận cho nguyên cả một cái xu hướng này nè, cả một cái xu hướng giảm hồi, nó gần hồi về cái vùng demand mà mình muốn timing. Và giá nó đã tạo BOS. Thì lúc này chúng ta làm gì nữa? Mình sẽ tự tin là mình sẽ đặt một cái lệnh
mua lên ở tại ngay cái vùng demand này và target về lại ngay đây. Ngay cái cặp nến nhấn chìm khá là mạnh như vậy ha. Rồi ok ha, giá cuối cùng đã chạm đến cái điểm đặt lệnh của mình. Thì ở đây á, mình có chia sẻ với anh em một tí xíu về cái kỹ thuật đập nến nè. Thì nếu như mà những anh em nào á, mà mình cũng hơi bị sợ mà mình không có dám đặt lệnh limit mà mình muốn xác nhận entry á, thì đây là một cái cây nến khá là đẹp cho anh em nè. Anh em thấy không? Volume cực kỳ lớn luôn. Và rút chân rất là mạnh mẽ, hơn 50% cây nến. Thì đây là một cái lực mua lên cực kỳ mạnh mẽ của bên phe mua tham gia mua vào đây. Và trước đó nó cũng đã có một cái dấu hiệu suy yếu rồi. Và qua những cái lần mà giá nó gần chạm về cái vùng demand ở dưới này nè anh em. Cái lần thứ nhất nè anh em thấy không, volume cực kỳ thấp luôn. Và giá nó test về, nó đang có cái xu hướng là cái volume của nó giảm dần. Đó, volume rất là thấp. Và qua hai cái cây nến này nè, mình có thể thấy được cái sự cạn kiệt của bên phe bán xuống á. Cây nến đầu tiên cái volume của nó lớn và spread của nó lớn, nhưng mà ở đây á, cái spread nó lớn như vậy á, nhưng mà nó lại bị rút cho. Thì ở đây mình cũng có thể hiểu được là nó có một cái lực phe mua á, mua lên nó đang đỡ giá ở đây rồi. Và tiếp tục cái cây nến thứ hai, cái volume của nó mặc dù nó cũng là lớn, nhưng mà cái nỗ lực của nó lại tạo ra một cái kết quả nó, mình cảm thấy nó không tương xứng với kết quả của nó được tạo ra. Và cái cây nến này nè, nó đang nằm ở trong cái cây nến thứ nhất luôn, hoàn toàn nó không có đóng cửa dưới cái cây nến đầu tiên mà nó được tạo ra. Thì mình có thể thấy được cái sự bất thường giữa giá và volume rồi đó. Và tiếp theo là giá nó chạm đến đúng cái vùng demand này và giá nó tăng lên. Rồi, giá nó đi rất là một đoạn đường khá là nhì nhằn ha. Và cuối cùng á, lệnh này cũng đã đạt được cái lợi nhuận rồi. Và đây là toàn bộ những cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em về cái cách mà mình sẽ giao dịch những cái vùng cung ở trên cái mức kháng cự và những cái vùng cầu ở dưới cái mức hỗ trợ. Và mình sẽ kết hợp với lại cái kỹ thuật testing, từ đó mà mình cho ra được một cái lệnh nó tương đối khá là an toàn ở trên thị trường. Thì nếu như mà những anh em nào á, mà mình cảm thấy là cái kiến thức này nó khá khó với anh em, hoặc là mình có những cái câu hỏi nào nó liên quan đến cái bài học ngày hôm nay, thì anh em cứ comment ở bên dưới, có gì mình sẽ hỗ trợ và trả lời cho anh em nha. Rồi, chào tạm biệt anh em.